Tình trạng ấm lên toàn cầu không chỉ gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan mà còn khiến một số loại bệnh có chiều hướng gia tăng. Mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Y tế Đại học Leiden, Hà Lan vừa công bố công trình nghiên cứu về mối liên hệ giữa tình trạng ấm lên toàn cầu và bệnh đái tháo đường. Qua theo dõi dữ liệu của các trường hợp mắc đái tháo đường ở Mỹ trong thời gian từ năm 1996 đến năm 2009, nhóm nghiên cứu phát hiện khi nhiệt độ trung bình tăng 1 độ thì số ca mắc bệnh đái tháo đường tăng lên 3,1 trên 10.000 người. Các nhà khoa học nghi ngờ sự gia tăng này có thể là do sự thiếu hoạt động của các mô mỡ màu nâu vốn giúp cơ thể đốt cháy năng lượng và tỏa nhiệt. Nếu nhiệt độ ấm lên, các mô này sẽ hoạt động kém đi, khiến chất béo được lưu giữ trong cơ thể. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính hiện có khoảng 422 triệu người trên thế giới bị mắc bệnh đái tháo đường.